Mình nhớ nghĩ một danh hiệu của Phật để mình khắc phục tất cả những cái tạp loạn đó. Mà khi tâm mình tịnh thì tự nhiên quốc độ mình tịnh, gia đình mình an tịnh. Sở dĩ mình có gây lộ, gây gỗ là tại sao, gây lộn là tại sao? Tại vì mình nóng giận, tâm mình bất an, mình tức cái này, mình phiền cái kia thì có gây lộn. Thí dụ bây giờ cái người kia nóng la mình, mà tâm mình yên tịnh, mình biết người đó đang nóng, mà bây giờ mình la lại á, thì sẽ có chuyện. Mình giữ được cái mức độ bình tĩnh của mình thì tự nhiên dù người kia có giận thì nhờ mình không giận, cho nên cái không giận mình giúp cho người kia lắng xuống, và mình hóa giải được cái gia đình mình sắp sửa gây gỗ đó, náo loạn lên, mà nhờ cái tâm mình tịnh cho nên tự nhiên cái nhà mình nó tịnh theo. Vậy thì cái quốc độ, cái nơi chốn mà chúng ta ở nó có tịnh được là nhờ ở đâu? Nhờ cái tâm mình tịnh. Nhờ cái tâm mình tịnh. Mà nếu mà cái tâm mình không tịnh, dù mình ở chỗ tịnh cũng không tịnh. Ví dụ bây giờ tâm quý vị đang lo lắng sầu khổ, quý vị có vô đây ngồi tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật mà lo lắng sầu khổ vẫn cứ tiếp diễn. Còn người mà không có lo lắng sầu khổ thì ở đâu họ cũng có thể yên tịnh được hết. Cho nên cái người mà họ có cái tịnh lắng rồi á, thì cái suy nghĩ, cái việc làm của họ lúc nào nó cũng chín chắn, chừng mực. Còn người nào mà tâm không tịnh thì sao? Suy nghĩ lung tung, quyết định vội vã, và đôi khi cái gì cũng vụt chạc mà hối hận liên miên mà cứ thế. Cho nên cái người mà sống mà có chậm lại, có sự an tịnh thì vẫn giải quyết mọi việc bình thường, nhưng mà mỗi sự giải quyết của họ nó có cái phần chừng mực hơn, nói năng chừng mực hơn. Thật sự ra con người chúng ta là mỗi ngày, Pháp Hòa ví dụ như nhà nào cũng có, ai ở đây cũng có cái nhà, người nào ở đây cũng có chút ít tiền của trong băng, trong nhà mình, ví dụ vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình tâm mình không tịnh thì cái nhà, cái đất mình đang ở nó náo loạn, ngày nào cũng có chuyện để gây. Mà nhiều khi hai vợ chồng sáp lại có chuyện gì đâu, chuyện thiên hạ cũng gây. Mà tại sao? Tại vì mình đã thành một cái tập nghiệp sống là nóng tính. Mà nóng tính thường ngày rồi nó thành một cái nghiệp, một cái thói quen. Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng có thể phát quạo được. Mà khi phát quạo rồi thì sẽ nói những lời quạo quọ. Mà cái người kia nhịn, nhịn để làm chi? Để giữ cái đất đó cho nó yên. Nhưng mà nếu mình không có trợ duyên cho người đó, mà mình cứ chọc cho cái cơn giận người đó hoài, thì lâu ngày người đó bữa nào cũng bùng phát trở lại. Cho nên thưa đại chúng, mình thờ ông thần tài, ông thổ địa đó, không phải là thờ cái ông đó để ông phù hộ cho mình trúng số, không phải thờ cái ông đó ông phù hộ cho mình có tiền. Tại vì mình thờ ổng mà mình trúng số, mình có tiền đó, thì cái ông mà làm ra cái tượng nó phải trúng số trước. Cái ông mà cái hãng mà nó làm ra cái tượng đó, nó cũng bán từng cái tượng để cho mình thỉnh về mình thờ. Họ sống nhờ mình, họ sống nhờ mình đi bán mấy cái tượng đó. Mình chỉ đem về mình thờ thôi mà trúng số có tiền làm sao đúng. Vậy thì thờ thần tài thổ địa đó là quan niệm của người Trung Hoa. Nhưng đạo Phật lấy cái ánh sáng của đạo Phật soi vào cái ý nghĩa cúng đó, thờ đó. Thổ địa là ai? Thổ địa là tâm mình. Thần tài là ai? Chính là mình. Mình có tiền không? Có. Biết xài tiền là thần tài, không biết xài tiền thì không phải là thần tài. Như vậy thì thường thường người ta nói là thổ sanh kim. Ở trong lòng đất có cái gì? Có vàng. Cho nên hai cái nó phải thờ chung với nhau. Thổ địa là ông đất, thần tài là vàng của. Mà trong lòng đất có tiền của, trong tâm mình có tiền của. Cho nên tiền của là do mình tạo và cũng do mình giữ. Mình không biết giữ thì tiền nó bay, đất nó cũng bán được. Còn mình biết giữ thì thổ sanh kim, trong lòng đất này sanh tiền của. Người có tiền của biết giữ. Quý vị đọc lịch sử mấy cái ông mà tỷ phú coi, ít có ông nào mà thừa hưởng gia tài của cha mẹ lắm. Phần lớn là mấy ông đó là từ những người nghèo khổ.
có 2 đồng bạc làm vốn à, vậy mà sau này thành tỷ phú. Có những ông phải đi lượm ve chai, vậy thì ông đó là ai? Là thần tài đó. Thấy không? Ông là thần tài chứ ông biết giữ tiền, ông là thành tỷ phú. Còn mình thờ thần tài mà không biết giữ tiền, thờ 10 ông 10 gốc tiền cũng bay như thường. Hỏi thờ ở đâu? Thờ ngay cửa, để ông ngó chừng được cho mình. Mình thờ mà mình không có biết ý nghĩa. Cho người đời á, là người ta quan niệm rất đơn giản là thờ để có tiền của. Nhưng với cái nhìn của đạo Phật, anh thờ cái gì cũng vậy hết. Anh không có được cái sự nhìn nhận tu tập ở trong cái thờ đó, thì cái thờ đó nó không mang lại cho mình được cái sự học hỏi. Làm là để học hỏi. Cho nên trong này có một câu hỏi đó. Thầy, nếu thầy nghĩ là không cần thiết thờ thần tài thổ địa thì nên dẹp bàn thờ thổ địa không? Nếu mình chưa thờ thì khỏi thờ, còn nếu mình đã thờ rồi thì thôi giữ đi. Nhưng bây giờ mình hiểu được ý nghĩa của sự việc thờ thần tài thổ địa rồi thì cái việc thờ đó nó không có gì trở ngại hết. Ở đây chúng ta không phải thích thì bày ra, không thích thì dẹp. Mình không làm vậy. Mình có chánh kiến, nếu mình mua cái nhà mới mình bắt đầu lập bàn thờ thì thôi ngay từ đầu khỏi thờ, tại mình hiểu rồi, không cần thiết. Còn nếu mình đã lỡ thờ rồi thì cứ giữ đó thờ. Nhưng hiểu được ý nghĩa của thờ thần tài thổ địa, cho nên mua vé số cứ cất bình thường, không cần nhét dưới cái tượng của ông. Trời ơi, ai đi mua Six 49 về ông xếp để với ông thần tài á, để ông thổ địa rồi dở lư hương ông cất ở dưới nữa mà vẫn trật như thường, bởi ông có mở ra coi đâu mà ông cho trúng. Ông mà mở ra mà coi được là mình chạy rồi, không ở dám nhà ở nhà ở đâu. Mình đâu có nói ông thần tài ông linh, mình nói nhà có ma. Có một câu hỏi kỳ rồi, kỳ trước có bà cũng giải thích đó. Mình thờ Quan Âm cũng vậy. Rồi có một vị hỏi bây giờ con đang thờ tượng ngồi nè, rồi ông thầy kia ông tới ông nói đừng thờ tượng ngồi, phải thờ tượng đứng. Vậy con có nên đổi không? Rồi bây giờ mình đổi cái tượng đứng vô đó, rồi mai mốt ông thầy khác ông tới, tại sao thờ tượng đứng nên đổi tượng ngồi? Cái mình bưng bà đứng xuống, mình để bà ngồi. Nên tâm mình không yên thì Phật trời cũng không yên theo mình. À, cho nên là thưa không cần thiết cái chuyện đó. Có một Phật tử đi chùa, ngồi đau chân, lên trên ghế ngồi dựa lưng. Có một sư cô đi ngang nói dựa lưng là tội. Sư cô nào cũng rảnh ghê à. Không nghe ông Phật nào cũng nói vụ này hết rồi, nghe sư cô không à. Thưa đại chúng á, cái hiểu như vậy nè cũng là một loại hiểu tà kiến đó. Mắc cái gì có tường mà không dựa, mà người ta đau lưng chứ. Thành thử ra một cái câu nói là tội, mình nói một cách nói mà không có một cái lý lẽ gì hết. Rồi hóa ra biến đạo Phật thành một cái đạo mà chuyên môn đi bắt tội. Cái gì cũng tội hết á. Đâu phải vậy. Đạo Phật là đạo tỉnh giác, nói cái gì nó phải có lý lẽ, make sense. Còn mình nói cái chuyện nó không có lý lẽ gì hết mà cũng tin thì như vậy đó. Tất cả những dạng tin như vậy nó gom vô một cái nhóm gọi là tà kiến hết. Tà kiến là gì? Nghĩa là những cái thấy biết sai lệch. Ví dụ như không ăn đồ cúng là một tà kiến. Hỏi tại sao ông ăn đồ cúng? Nó ăn đồ cúng ngu. Trời ơi, đưa thử chén yến rồi dám đổ không? Thật ra cứ ăn bình thường, không có gì mà ngu hết trơn trong đó. Rồi hỏi là mình nói là tại vì tôi thọ tới giới Bồ Tát rồi, tôi tu cao rồi, tôi ăn cái đồ cúng đó, đó là mấy cái dông mắc tội. Dông nào không tội mà thấy mình tội nè, mình không ăn mình đem đổ. Thành thử ra có một lần mấy Phật tử nói cái này cúng rồi thầy có ăn không?
Cái Pháp Hòa mới nói bình thường quý vị đưa quý vị cũng nói dạ con cúng thầy mà. Khổ, đem đôi vớ lên cũng cúng thầy, đem cái ly lên cũng cúng thầy. Thì bây giờ có thức ăn thì cứ cúng thầy, cúng là thầy ăn, không có sợ gì hết. Bạn con nói với con là không được rửa chén sau khi ăn cơm chiều vì sợ động. Giờ đó là giờ ngạ quỷ gì đó, giống như kiểu quý thầy. Thật xưa đại chúng á, đây là ngày xưa ở trong chùa đó, không có cho rửa chén buổi chiều. Nhưng mà nói như vậy á, không phải, đó là một cái ý nghĩa để nhắc nhở tất cả người tu, mình làm cái gì cũng làm trong chánh niệm. Ví dụ mình rửa chén thì mình phải sắp xếp chén dĩa cho nó ngay ngắn. Ví dụ mình đũa muỗng vô một cái rổ, tô chén mình sắp thứ lớp chứ không có đổ vô sinh một cách tạp, cao thấp nhỏ lớn nó một ngổn ngang như một cái núi cũng không rửa được. Mà khi mình rút cái này ra thì cái kia nó rớt xuống, nó bể, nó ồn, nó mất đi cái sự yên tĩnh, và đồng thời nó nói lên được cái bê bối của mình không có biết sắp xếp khi mình dọn rửa. Cho nên các vị mới đề ra cái nghĩa là đừng có làm ồn, làm động á, ngạ quỷ á, những cái loài quỷ đói đó, họ nghe cái tiếng ồn họ tưởng đâu là có thức ăn, họ ngóc cổ họ dậy thì họ bị đứt cổ họ chết, mình mang tội. Vì vậy cho nên ở trong chùa buổi chiều á, làm cái gì cũng từ tốn. Mà nói như vậy là buổi sáng xả vàng sao, lúc nào cũng giống nhau thôi, trưa chiều gì làm việc gì cũng làm trong cái từ tốn ngăn nắp. Cái tô bê lớn như nè mà để nguyên cái mâm lên thì làm sao mà nó vững được. Hoặc là một cái tô nó đang trên bên này, mình bưng nguyên một cái mâm mà chén dĩa mình để lên thì nó không vững, nó nhào xuống, nó đổ, nó bể, nó ồn ào mà nó bể. Thành thử ra tất cả mọi cái việc làm chúng ta phải có cái sự quan tâm, để ý, để cho sự việc nó được tốt. Thế thôi. Kính bạch thầy, hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu thêm về tương quan về nghiệp báo giữa đạo Phật và một vài đạo giáo khác. Đức Phật dạy trên đời thiện nghiệp, nghiệp báo sẽ theo người đó. Như vậy nghiệp lực này có áp dụng ảnh hưởng gì đối những người không phải đạo Phật không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Ví dụ bây giờ mình đạo Phật, mình nghe nói chữ nghiệp, rồi nghiệp báo, nhân quả. Rồi bây giờ những người ta không theo đạo Phật, người ta không có tin vô đạo Phật, người ta có bị người ảnh hưởng gì không? Câu hỏi là vậy đó. Thưa đại chúng, nhân quả không phải do Đức Phật chế, nghiệp báo cũng không phải do Đức Phật chế. Đức Phật không có chế cái gì hết á. Nhân quả là một sự thật ở trong cõi đời này, nhưng bởi vì chúng ta sống mà chúng ta không thấy được cái đạo lý của nhân quả thì Đức Phật là người chỉ rõ, nói rành để cho chúng ta thấy được cái đó. Nếu chúng ta sợ cái sai, cái quả xấu thì chúng ta sửa nó đi, mà không luận là Phật hay không Phật. Bây giờ ví dụ, bây giờ cái anh đó đó, không cần biết anh đạo gì, ảnh đi ra đường ảnh đánh người ta, ảnh có mắc, ảnh có bị người ta bắt không? Anh đi ăn cắp ăn trộm người ta có bị người ta bắt không? Anh giết người có phải ảnh có bị ở tù không? Bây giờ ví dụ một cái người đó họ đạo Phật, họ đạo Phật dữ lắm, họ tu dữ lắm, do một cơn nóng giận họ cầm dao họ giết người, thì cũng không có thể nói anh này đạo Phật miễn nhân quả. Không cần biết anh đạo gì, anh sống ở đời mà anh làm việc xấu
anh phải trả cái quả xấu. Anh làm việc thiện, anh sẽ được hưởng cái điều thiện. Nhân quả là luật chung, chứ không phải cho một tín đồ nào cả. Cho nên bây giờ cái người đó họ đạo gì cũng biết, họ là không tin Phật, không biết gì, nhưng mà họ sống bằng cái nhân thiện thì cái quả thiện họ hưởng. Cho nên nhân quả, nhân là gì? Nhân là những cái gì chúng ta làm, còn quả là những cái gì chúng ta hưởng, chúng ta nhận. Và giữa nhân quả là nó có cái gì? Có cái duyên. Duyên là gì? Là những điều kiện giúp cho cái nhân quả này, cái nhân này nó sinh tốt. Ví dụ như mình tức một cái người nào đó, mình tới mình nói cho người khác nghe, cái người đó họ tạo duyên thêm nè. Thấy chưa? Giờ bà sáng mắt chưa? Tôi nói rồi bà không tin, con nhỏ này xài không vô. Thì cái người đó họ tăng cái cơn giận họ lên. Tại sao? Vì mình tạo, mình tăng cái duyên. Cái duyên là điều kiện mình làm cho cái cơn giận của người đó tăng trưởng. Cho nên người đó tức cái người kia thêm nữa, thì cái quả là có thể người đó đi hành hung cái người kia. Nhưng mà nếu người đó vừa khởi cái tâm nóng giận, mình tới mình nói thôi thôi chị ơi, nó còn nít, nó còn trẻ, mình đừng có giận nó làm chi. Ví dụ mình nói những cái gì đó để làm cho cái cơn giận người đó xuống, thì người đó vừa khởi cái nhân nóng giận, mà cái duyên của chúng ta đi tới là cái duyên thiện, thì làm cho cái nhân nóng giận đó không tăng trưởng. Vậy thì cái quả là cái kết quả, là cái kết cuộc của cái nhân. Nhưng mà giữa cái nhân và cái quả nó có cái duyên ở đó. Duyên là những điều kiện mà mình làm cái gì đó để giúp cho cái quả này nó tăng. Ví dụ mình trồng một cái hạt giống xuống đất, nó làm sao tự nó mọc, nó có trái được, mặc dù mình đã gieo xuống đất. Bây giờ mình phải tạo duyên nè, thêm nước, rồi bưng nó ra chỗ nắng, ánh sáng, vân vân, để cho nó đủ duyên, nó thành một cái cây tốt. Đấy, cái hoa này là quả nè. Trước khi nó thành hoa nó là cái gì? Nó là nhân. Vậy thì trên đời này á, không có cái gì mà ngoài nhân quả. Thì bây giờ anh có tin hay không tin, đó là chuyện của anh. Nhưng anh không sống ngoài nhân quả. Vậy thì nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động chúng ta làm thành thói quen, gọi là nghiệp. Ví dụ có nhiều người á, nói chuyện thành một cái thói quen là chửi thề, thì cái chửi thề là nghiệp, nhưng mà nghiệp xấu. Rồi cũng cái người đó họ nói chuyện mà mở miệng ra cái mồ Phật. Mồ Phật, để tôi nói này cho nghe nha. Mô Phật không qua anh đó anh đi, thì cái chữ mô Phật cũng là nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt. Như vậy thì nghiệp là những hành động, những việc làm, những lời nói, nói chung là những cái gì chúng ta làm thường xuyên thành một thói quen, gọi là nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta không chánh niệm thì có thể tạo nghiệp xấu, còn chúng ta đủ chánh niệm thì tạo nghiệp tốt. Bây giờ người đó không phải Phật, không Phật gì, họ vẫn chi phối bởi nghiệp. Hằng ngày mình sống thành thói quen. Thí dụ bây giờ á, cái người đó làm bác sĩ, người kia cũng làm bác sĩ, hai người này gặp nhau gọi là đồng gì? Đồng nghiệp. Mà bây giờ chỉ cần á, bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ bác sĩ là đi đâu là phải có cái ống nghe khám bệnh, rồi trong giỏ phải có một vài dụng cụ bác sĩ đi. Rồi một hôm đó đó, ổng đi trên xe, rồi ông làm mất nguyên cái vỏ hành nghề của ông. Nhưng mà cái nghiệp bác sĩ ông mất không? Không. Cái nghiệp bác sĩ đâu có mất. Ông đi đâu thì cái nghiệp vẫn đi với ông. Cái nghề của ông mà. Thành thử ra bất quá những cái ống nghe, những cái dụng cụ y tế là trợ duyên để ông hành nghề, hành nghiệp của ông cho nó dễ dàng. Nhưng mà lỡ không có cái đó, ông vẫn hành nghề được, hay là nói cách khác là nghiệp ông không mất. Bây giờ không có cái ống nghe, ông có thể bắt mạch, ông có thể nghe hơi thở người đó, ông có cách nào đó để ông trị bệnh cho người ta. Vì cái nghiệp của ông, cái nghề của ông không mất. Tất cả chúng ta
sống ở cõi đời này ai cũng đang mang trong mình một cái nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đang mang nghiệp tốt hay nghiệp xấu thôi. Và nếu chúng ta biết rằng chúng ta đang mang nghiệp xấu, bởi vì vậy chúng ta tu để làm gì? Để chuyển cái nghiệp xấu đó. Tu là mình chuyển cái nghiệp xấu, chứ có gì đâu. Nói cách khác là tu là thay đổi những cái thói quen xấu của mình. Tôi thói quen tối nào đi ngủ cũng uống một lon bia, đâu có tốt. Chuyển cái nghiệp đó đi. Bây giờ thay vì uống một lon bia đi ngủ, tối nào đi ngủ cũng uống một ly nước ấm. Tại vì máu huyết nó lưu thông, ít có bị stroke, bị tai biến. Cho tối mà đi ngủ uống một ly nước ấm, sáng ngủ dậy uống một ly nước ấm. Tại vì sau một đêm mình ngủ, cái dạ dày mình uống nước lạnh vô, nó lạnh cái dạ dày, không tốt. Sáng ngủ dậy uống một ly nước ấm cho nó ấm tì, ấm dạ dày. Mình tập riết cái thành cái thói quen. Có nhiều người nói tôi uống nước lạnh không được. Không có nước nào tốt bằng nước lạnh. Nước lạnh là rẻ tiền nhất, nhưng mà tốt nhất. Còn Coca Cola, uống Coca lâu ngày là bệnh thành Cola, kêu Coca Cola. Nước nào cũng không tốt. Cho nên á, cái gì mình thành, mình đã quen cái đó rồi. Thí dụ mà ăn cơm xong rồi hút thuốc là một cái nghiệp, nhưng mà nghiệp này xấu. Nghiệp này á, là làm cho phổi mình bệnh. Bây giờ phải tập làm sao đó, ăn rồi đừng hút thuốc. Tại vì một điếu thuốc sau bữa ăn bằng 10 điếu thuốc bình thường. Vì khi mình ăn á, là tất cả bộ phận trong cơ thể mình nó đang tiếp thức ăn, mà nó đưa thức ăn, nó nuôi dưỡng từng bộ phận trong cơ thể. Một khối thuốc hít vô là nó tán ra trong tất cả mấy bộ phận kia luôn. Còn bình thường không ăn uống gì hết, mình hút thuốc thì nó chỉ hại phổi thôi. Nhưng mà trong khi mình ăn sau bữa ăn rồi thì thức ăn vô trong người rồi là tất cả bộ phận trong cơ thể nó tiếp xúc thức ăn, nó nuôi, nó lấy từng phần nó về nó nuôi. Mà mình hít một khối thuốc vô là nó tán ra trong tất cả bộ phận khác. Hút thuốc là một thói quen, mà đó là nghiệp, nhưng mà nghiệp xấu. Vậy thì nghiệp báo, nhân quả không ai do đặt. Phật không có đặt cái chuyện này. Bây giờ mình có tin, Phật nói mình cũng vẫn sống trong nhân quả. Anh không tin, anh cũng sống trong nhân quả. Nhưng nếu anh tin có nhân quả thì anh sẽ cố gắng tạo nhân tốt để hưởng cái quả tốt. Còn anh không tin, anh cứ làm quả xấu đi, thì trước sau gì, cái nhân xấu đi, thì trước sau cái quả xấu anh phải hưởng. Bây giờ anh có tin Phật mà anh không tin nhân quả, anh vẫn làm điều xấu. Dù anh có lại Phật, anh cúng Phật, anh tạo tượng Phật, anh vẫn phải trả nhân quả đó như thường. Chứ không phải anh cúng tượng Phật, anh làm cái gì cho Phật rồi Phật cứu vớt mình. Không phải. Chúng ta sống ở đời có những cái nó đang sờ sờ mà chúng ta không thấy. Phật chỉ là cái người thấy cái đó, chỉ cho mình. Thế thôi. Ví dụ như trong hư không này có bụi, nhưng mà giờ mình thấy không? Không. Nếu có ánh nắng soi vô, mình sẽ thấy bụi. Ánh nắng chính là chánh niệm, chính là trí tuệ. Bụi tức là những phiền não, những khổ đau. Nếu có trí tuệ, có ánh sáng thì nó thấy được cái bụi đó. Còn chúng ta không thấy thì chúng ta cứ sống trong bụi. Vậy thì qua cái câu hỏi này, không luận người đó tin Phật không tin Phật, mọi người đều sống bằng cái nghiệp của mình, và mọi người đều chi phối bởi nhân quả nghiệp. Do nghiệp, nhân quả nghiệp nó liên kết với nhau. Và có thể nói là nhân duyên nghiệp quả. Cái nhân nó duyên với nhau, lâu ngày nó thành cái thói quen, nó thành cái nghiệp. Cho nên thí dụ một người nào mà thường giận, thường giận cũng là một loại nghiệp. Nghiệp hay giận, đúng không? Cho nên cái chữ quả báo đó, nó không có hẳn là xấu đâu, đừng có sợ nó.
Nhưng mà tại vì xưa nay thấy ai mắc cái gì xấu cái mình nói mắc quả báo, nói riết cái thành cái quen mình hiểu chữ quả báo có một chiều à. Nhưng mà thật sự chữ quả báo nghĩa là những kết quả mà nó đến với mình thì quả báo này có thể là tốt. Ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa đi tu 30 năm rồi, thì sau 30 năm tu thì ít nhất cũng phải thuộc một vài bài kinh, biết được chút Phật Pháp. Thì bây giờ mình nhìn vô cái ông thầy, mình nói ồ ông thầy này giờ ông có quả báo. Nghĩa là trong sau 30 năm tu tập ông được cái quả báo là thuộc kinh. Ví dụ vậy, bây giờ đại chúng tối nào cũng tụng kinh đi, tối nào cũng tụng kinh thành gì? Thành cái nghiệp, nghiệp tốt. Rồi cuối cùng quả báo của cái nghiệp tụng kinh là gì? Hiểu được lời kinh, nhớ được lời kinh, và thậm chí chuyển hóa được những buồn khổ trong mình. Thì cái quả báo của mình là hiện tại là gì? Là chuyển hóa được khổ đau nhờ mình tụng kinh. Tụng để mình hiểu lời Phật, nhớ và hiểu và tu tập, cho nên giờ được cái quả báo tốt. Cho nên quả báo không phải xấu, quả báo không phải chỉ có một chiều là xấu. Nhưng mà tại lâu nay người ta cứ nói cái gì nó thuộc về tiêu cực làm tiêu xài chữ quả báo, cái mình hiểu lầm, mình hiểu cái chữ đó có một chiều. Giống như chữ nhân quả vậy đó. Ví dụ mình thấy cái bà đó bây giờ con bà đánh bà, cái mình nói sao? Quả báo đó, nhân quả đó, tại hồi bằng trẻ đó bà đánh má bà. Cái nghe riết cái mình hiểu là quả báo con chiều hay nhân quả con chiều, chứ thật sự ra mình tạo cái nhân tốt thì được cái quả tốt chứ có gì đâu. Nó đâu phải là chỉ có cái xấu không à. Thì qua cái câu hỏi này thì Pháp Hòa mong đại chúng chúng ta hiểu thêm một chút về nghiệp, về nhân quả hay là về quả báo. Nhân, duyên, nghiệp, quả báo, bốn cái này nó đi với nhau, nó có liên đới với nhau. Và không luận là chúng ta là người Phật không Phật gì, chúng ta đều phải bị chi phối và sống với nó hết. Mình là cái người tạo nghiệp, rồi mình sẽ thừa hưởng cái nghiệp của mình. Mà từ một cái nghiệp nhỏ không có lỗi, không hề hại ai, không có lợi, không có cái tội lỗi gì, thì nó sẽ thuần thục cái này, nó sẽ lây sang những cái khác. Phong Hoàng ví dụ, mình trong cái lòng của mình, mỗi lần mình tức giận ai thì mình mới nói tôi mà có cây tôi đập cho nó chết. Thiệt sự là mình nói câu đó thôi, mình chẳng làm gì. Nhưng mà mình nói riết thì lâu ngày nó thành ra một cái tập nghiệp ở trong tâm thức mình, là hễ có cây là đập cho nó chết. Nhưng mà biết đâu cái nghiệp này nó, tại vì đây là từ cái ý khởi, mà ý khởi lâu ngày nó thành ra hành động. Nếu mà một cơn giận nào mà nó quá đáng mà mình không kềm chế được nữa, một lúc nào cái cơn giận mình nó áp ấp, nó sung mãn lên rồi, thì mình không thể nào kềm chế được, cũng có thể đi đến cái lỗi lầm đó. Cho nên mỗi ngày ai trong chúng ta cũng phải cần có một cái giây phút nào đó để mình tịnh tâm. Bây giờ tịnh tâm bằng cách nào? Có người thì ngồi thở, gọi là tu thiền đó. Có người thì lấy những cái đối tượng trong cuộc sống của mình ra làm cái đề mục quán chiếu. Ví dụ bây giờ mình đang bực bội người nhà mình vì một lý do nào đó, thì mình đem cái người đó ra để mình thiền quán, trong khi mình nhìn lại tại sao ngày hôm nay mình và người này đi đến cái rạn nứt này, thì mình sẽ thấy trong này có một phần lỗi của mình. Mới đầu mình trách họ hoàn toàn, rồi cuối cùng mình phát hiện ra là không phải đâu, trước kia người đó với mình tốt mà, tại sao ngày hôm nay là như vậy, thì chắc có lẽ mình cũng có một phần trong đó. Ví dụ như mình thấy một đứa con mình nó ăn cắp tiền, mình tức quá mình kéo nó lại, mình khẽ tay nó, mình đánh đòn nó, mình mắng mỏ nó, và cuối cùng mình phát hiện ra một điều là lý do nó biết ăn cắp là vì mình nghĩ nó con nít, nó không biết gì. Một hai đồng mình cứ để rải rác trong nhà, hồi nhỏ nó chưa biết xài tiền. Khi nó lớn lên, cái tập khí tham nó bắt đầu, sự xài tiền nó biết rồi, bắt đầu nó từ cái một hai đồng mình để đầy dãy đó, mình khởi cái duyên cho nó ăn cắp. Và chính mình cũng có góp phần trong đó một phần, là vì mình không có cẩn thận cái chuyện đó.
mình sơ hở, mình nghĩ con nít nó không biết gì, cũng giống như mình nghĩ con nít không biết gì, cho nên mỗi lần mình giận lên là mình chửi nó, mình mắng nó bằng những cái câu rất là nặng theo cái kiểu của người Việt mình. Mà nó đâu biết gì đâu, thì nó sẽ học theo câu đó thôi. Như có một chị Phú Hòa hay kể đó, chị chửi con của chị là mày là con quỷ cái. Thì nó chỉ hiểu một điều là khi nào mà làm dở như vậy, làm cái gì mà sai quấy thì mình dùng cái từ đó mình chửi người ta. Hôm nọ má nó cũng làm gì đó, cái nó nói má là con quỷ cái. Cái thì bà mới giật mình, bà mới ủa tại thì nói là tại sao, thì nhưng mà người nhỏ mà nói với mình như vậy thì mình cho là hổn. Ta nữ ra từ cái chỗ mình quán chiếu thì mình thấy trong cái cuộc sống hàng ngày, những cái va chạm phiền não thế nào cũng có ít nhiều mình có góp phần ở trong đó. Mà khi mà góp phần ở trong đó thì mình điều phục được cái cơn giận của mình xuống. Có người tụng kinh được, có người ngồi thiền được. Mình lấy cái đề mục đó ra quán chiếu thì ra là, cho nên các vị sẽ hỏi rằng lúc ngồi thiền mình nghĩ cái gì. Và có nhiều người sẽ nghĩ là ô chừng nào cái đầu tôi nó mới trống rỗng. Có nhiều người nghĩ vậy đó, ngồi thiền đến khi nào cái đầu mình nó trống rỗng. Nếu mình ngồi đến lúc nào mà cái đầu mình nó trống rỗng là ngồi trật rồi đó. Lúc đó mình đã trở thành một robot. Mình trở thành một robot, một nhân, một người gỗ mà hoàn toàn không phải là mình. Tu thiền đâu phải để mình biến thành mình thành cỏ cây vô tri vô giác, thờ ơ lãnh đạm trước mọi sự việc đâu. Mà tu thiền để mình biến mình một người biết cảm và sáng biết. Cái người biết nhận ra mọi việc và đồng thời đặt cái trí tuệ trên cái đó nữa để mình chuyển hóa, để mình hướng dẫn, để mình tu tập với nó. Cái câu mà người ta trong tứ thập nhị chương á, kinh 42 chương á, nó có một câu là ở đời có 20 điều khó, nhân hữu nhị thập nan. Là đời người có 20 điều khó, trong đó có một câu là đối cảnh vô tâm là khó. Có nhiều người nói là có gì đâu khó, tôi thấy nó té tôi đi bình thường, tôi thấy người ta té mà bình thường rồi, cái đối cảnh vô tâm sao? Không phải, người như vậy là thờ ơ lãnh đạm là trật rồi đó. Đối cảnh vô tâm nghĩa là bao nhiêu cảnh tượng mỗi ngày nó xảy đến với mình, buồn vui được mất, ghét thương tức tối gì đủ thứ hết, mình vẫn phải điêu với nó, mình vẫn phải đối diện với nó, nhưng mà tất cả những cái đó không làm mình khổ nữa, không làm mình trách móc bứt tóc rên rỉ than trời trách đất nữa, mà mình phải đối cảnh vô tâm, nghĩa là vẫn giáp mặt với nó mà không để nó khổ. Ví dụ một hôm nào á, con của mình nó nói cho mình nghe một sự thật về nó, về bất cứ vấn đề gì, ví dụ mình hy vọng nó học giỏi quá, cuối cùng nó cho mình biết là nó học không nổi. Đó là một ví dụ thôi, còn muôn ngàn những cái chuyện khác. Có thể quý vị hụt hẫng trong cái giây phút đầu, nhưng mà cái người mà thiếu tu á là bắt đầu đập bàn đập ghế, tại sao mày không nói tao sớm, mày để tao tốn biết bao nhiêu tiền rồi tới bây giờ mình mới nói, mày là cái thằng báo đời báo hại gì. Mình làm một lô thì mình sẽ làm cho đứa con mình nó cắt đứt hết tất cả mọi cái chia sẻ với mình. Lúc đó mình vừa khởi lên mình chấn mình lại liền, ồ không sao đâu con không học nổi thì con lựa cái gì con học nổi con học. Chuyện học là chuyện của con, mẹ chỉ ủng hộ con thôi, mẹ chỉ có thể lo cho con được thôi. Hoặc là nó nói một cái việc gì về nó, dạ không sao đâu con như thế nào thì con vẫn là con của mẹ. Mình nói như thế nào mà để đứa con nó cảm nhận rằng nó đã đến đúng người, mà cái người đó không ai xa lạ là mẹ. Mà nếu mẹ mà phán một câu nói mà không chấp nhận nó thì trên đời này ai nó có thể nó nói được nữa. Thì ngay cái giây phút đó quý vị sẽ mừng vui dữ lắm, mình tu có kết quả, mình biết mở lòng mà mình biết chặn đứng lại cái cơn tức tối giận dữ của mình. Và đến một lúc nào đó nó nói một cái điều rất negative, nhưng mà mình không có giận như hồi đó, mà sao mình bình tâm, mình bình lặng xuống, mình có thể nói chuyện với con một cách bình an được như vậy.
là quý vị biết quý vị tu có kết quả rồi đó. Quý vị đã có thiền rồi đó. Quý vị đã có tịnh là quý vị niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng trong cuộc sống hàng ngày. Ở đây Pháp Hòa muốn nói một điều là làm gì thì làm, mỗi ngày chúng ta phải có một ít thời gian để chúng ta điều phục tâm ý. Nói cách khác là tịnh tâm, nói cách khác là tu tập. Có nhiều người sẽ nói tụng kinh cho con vẹt mà tụng làm cái gì, tụng không hiểu tụng chi. Chính người ta không hiểu người ta mới sẽ tụng. Có ai mà không tụng mà hiểu đâu. Mà nếu không hiểu mà không tụng thì chẳng lẽ không tụng sẽ hiểu hơn người tụng sao? Mình không hiểu thì mình phải tụng. Thí dụ như con mình nó đọc bản cửu chương 2 lần 1 là 2, 2 lần 4, nó nói ba ơi khó quá con học không thuộc. Ồ vậy thôi được rồi con khỏi học. Mình không bao giờ mình nói vậy. Không sao, con thuộc nửa bài dùm cho ba thôi. 2 lần 2 là 4, 2 lần 6 là 8, 2 lần 5 là vậy là mình cũng thứ thiệt rồi đó. Quý vị đừng tưởng qua không biết nha. Pháp Hòa đang thử coi có ai ngủ không á. Giờ tỉnh rồi phải không? Làm sao mỗi ngày mình có 15-20 phút. Ví dụ như hồi nãy á, cái plan của mình từ đầu là tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng giờ ở đây mình 500 người mà kinh thì chỉ có 200 quyển. Cho nên bây giờ mình biến, cũng là tụng kinh, nhưng mà thay vì tụng kinh Pháp Hoa thì mình tụng kinh Pháp Hòa. Tức là mình có thể tụng một bài kinh Chú Đại Bi, mình niệm Phật vân vân, cái gì mà người khác có thể hiểu, có thể thuộc, và mọi người không phải bận rộn cái chuyện đi tìm kinh sách. Có thành thời kinh không? Cũng thành một thời kinh. Mà quý vị tụng như vậy, sự tịnh tâm có tương bằng với tụng kinh Pháp Hoa không? Nó cũng giống thôi. Ở đây Pháp Hòa không muốn nói là tu thiền, tu tịnh cái nào hơn, cái nào thấp. Pháp Hòa chỉ xin quý vị làm sao mỗi ngày mình có thời gian cho mình. Mà nếu mình có thời gian cho mình thì 20 phút đó sẽ là những cái giây phút mình độ mình và độ gia đình, độ người xung quanh. Bởi vì chỉ có người tịnh tâm, tâm định tĩnh mới có sáng suốt. Mà có sáng suốt thì mới giúp đỡ cho mình, cho người thân mình được. Có nhiều khi quý vị chạy tới quý thầy, thầy ơi thầy giúp con cái này, thầy giúp con kia. Không lẽ thầy nói trời ơi tôi cũng khổ muốn chết nè. Quý thầy cũng ngồi à để thầy giúp cho, để thầy cầu an cho, để thầy cầu này cho. Mà thầy vừa tụng kinh phục nguyện cầu an mà ta cũng rờ xuống bóp. Hỏi Phật tử bệnh gì? Dạ con bệnh đau nhất. Thầy tụng kinh giùm con mà thầy cũng đang đau nhất. Miệng ở trên thì vẫn cầu an cho Phật tử, mắt vẫn ngó tên đọc, mà tay đưa chúng ngồi tự bóp. Tôi tự tôi cầu an cho tôi nè, ai biết đâu. Cho nên á, cái ở cái chỗ là một cái vị thầy có sự định tĩnh thì không có làm cho Phật tử người ta cảm thấy người ta không vui khi người ta đến với mình. Không phải là mình giả dối, nhưng mà mình biết sự nhẹ nhàng để đưa Phật tử trở về với cái sự bình an của họ. Tất cả mọi cái khổ đau phiền não xung quanh mình là do mình thiếu cái bình tĩnh. Mình đã nói gấp quá, mình đã quyết định nhanh quá. Có những cái công ăn việc làm mà mình mất tiền rất nhiều là do mình hấp tấp, mình quyết định một công việc. Mình nghe, và có nhiều cái cơn giận mình nổi lên là vì mình chỉ nghe mới có 1/3 câu chuyện thôi. Mình chưa nghe hết câu chuyện là mình đã nổi giận rồi. Thành thử ra mình biết rằng mình đã vấp phải bao nhiêu lần thì tại sao mình lại tiếp tục. Thì thế là bây giờ sự tu hành mình phải cần có mặt. Quý vị ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, tụng chú, bất cứ cái gì cũng được hết. Chỉ mong sao quý vị có thời gian mình làm việc đó mỗi ngày. Rồi sẽ đặt một câu hỏi là như vậy thì tụng giờ nào tốt? Giờ nào cũng được hết. Ở trển không có đóng cửa.
hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ mấy bà cụ á, đi cúng mỗi tối mà phải canh giờ, qua 8 giờ tối là nhất định không thắp nhang. Mình mới hỏi tại sao bác không thắp nhang, nó ở trên cõi trời đóng cửa rồi. Mình mà có gửi nhang lên trển, mình cầm mình khấn cửa, cửa thiên đình đóng rồi, đâu có cho lời cầu nguyện của mình vô tới trong nữa đâu. Mà nhất định không. Rồi mỗi lần mà lên thắp cây nhang á, nhà nào cũng có một cái chuông hết á. Mình tưởng đâu là tu dữ dội lắm nghe, mà tới hồi hỏi ra mới biết gì biết không, gõ cho ở trển biết mình tới nơi. Có nhiều bác á, hồi Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, leo cái thang mà cái bằng cái tre đó, cái thang tre đó, leo tới nóc vậy, bon bon bon, Nam Mô Di Đà Phật, chín phương trời mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thủy, huệ khẩu. Là một hơi xong bắt đầu cho chồng con cho cháu con, từ một cái nhang nó cao dày mà xuống còn có một phút à, cắm cái nhang vào, bon bon bon, hỏi bắt gõ chi vậy, cho chảnh biết. Chứ đâu phải có cái chuông là để mình thỉnh lên mình tĩnh tâm đâu. Mà hễ mà ai mà tụng kinh tối là lại không cho tụng, đó là chảnh chảnh đã đóng cửa ngủ hết rồi. À, bây giờ quý vị, nếu ai mà từng hiểu như vậy, bây giờ cũng không cần hiểu như vậy nữa. Bởi vì tụng kinh là cái giờ phút mình tĩnh tâm chứ ai nghe đâu. Phật có nghe gì mình nói đâu. Từ ngay cái câu của người ta là Ram mà mình đọc Án Lam mà Phật cũng ngồi chịu trận. Cho nên bây giờ ở nước Mỹ mấy mười mấy hai chục năm mới chế cái dàn karaoke, chứ Phật đã ok từ lâu rồi. Cho quý vị thấy Phật bắt ấn kiểu này không? Con ca kiểu nào cũng ok hết. Phật có nhiều ấn lắm. Mình mà chỉ có sợ là mình ca vô ô không ok thôi. Chứ còn có ca ra là có ok. Có một vị La Hán. Ông La Hán đó, ông ngồi ông cầm một cây giấy ta, ông quấy lỗ tai. Cái La Hán đó gọi là La Hán khoái nhĩ. Khoái là khuấy, nhĩ là cuộc sống của mình thỉnh thoảng cũng làm La Hán khoái nhĩ. Bây giờ mình không hiểu tiếng Hán, ai nói gì chật lất khoái nhĩ. Thay vì mình nói bực nhã, bây giờ nói cái gì ra mình cũng khoái nhĩ hết. Có một vị La Hán, ông ngồi về không tét cái lồng ngực ông ra. Mở cái lồng ngực ra thì trong đây có một cái hình Phật. La Hán này gọi là La Hán khai tâm. La Hán khai tâm. Có một vị La, thật sự La Hán đúng ra là từ bên truyền thống Ấn Độ là có 16 vị thôi. Chứ không phải 18 vị đâu. Có 16 La Hán thôi. Nhưng mà khi đi về tới Trung Quốc á, sanh ra 2 vị nữa. Tại vì người ta quan niệm rằng có nhiều cái thuyết. Có nhiều thuyết thì cộng người thứ 17 là Ngài Huyền Trang. Thứ 18 là Ngài Đạt Ma. Vì Đạt Ma là bên Ấn Độ, ở bên Ấn Độ qua Trung Quốc cho nên ta áp vô. Có nhiều người thì người ta để thứ 17 là Ngài Di Lặc, Bố Đại Hòa Thượng, theo truyền thống của Trung Hoa. Có người thêm là ông Tế Công Hòa Thượng, là thành 18. Có người thì thêm một vị thôi, tức là thêm Ngài Huyền Trang và thêm cái tác giả mà vẽ ra cái bộ tranh 16 La Hán ở tại Trung Quốc đó. Thì sau này có 2 vị ta thêm vô là Hàng Long Phục Hổ. Trong cuộc sống của mình hằng ngày nhiều khi mình cũng sẽ có những cái công việc mình phải làm là Hàng Long Phục Hổ. Khi mình có sự định tĩnh được như vậy, mình sẽ điều phục được những cái phiền não của mình. Và mình sẽ linh động trong cuộc sống. Linh động lắm. Quý vị thấy nhiều khi mình có khách đột xuất,
mình sẽ đi xuống bếp, mình sẽ làm thức ăn cho khách mà không bao giờ để cho khách biết là mình đang hối hả, khách tới mà không báo rồi mình phải lo thế này thế kia. Nhẹ nhàng và không để cho khách biết, và mình có thể có vài món ăn đãi khách. Và khi lên tới bàn thì cái câu nói khiêm tốn của mình là gì? Mời ăn đạm bạc. Thành thử ra cuộc sống có những cái nó đến với mình bất tử lắm, nhưng mà mình không làm cho người khác khó chịu. Pháp Hòa ví dụ như ở trong chùa, khi mà dọn cơm ăn á, ngày thường trong chùa ăn cơm á, thì ăn thì ăn bằng cái muỗng, gấp thì gấp bằng đôi đũa, hoặc là mỗi một dĩa đồ ăn có một cái muỗng riêng. Và không bao giờ mình lấy cái muỗng, cái đũa ăn cơm của mình mà mình đụng vào những cái dĩa công cộng. Bởi vì thứ nhất mình làm như vậy thì lỡ mình bị bệnh cảm hay cái gì đó, mình có thể lây bệnh cho người. Và đồng thời á, thức ăn không thể giữ được lâu, vì mỗi người dùng xong rồi đưa vào trong đó thì thức ăn nó dễ bị hư. Đó là chưa nói cái người ngồi ăn ta thấy cái ta gớm, ta không dám ăn nữa. Cho nên mình để tránh những cái trường hợp như vậy, nhà chùa ăn rất kỹ, là ăn thì ăn, hoặc là mình ăn đũa, muỗng thì gấp thức ăn, múc thức ăn. Còn không thì mình ăn muỗng, đũa gấp, sao cũng được, miễn là mình, cái muỗng gì mình dùng thì không va chạm vào đó nữa. Nhưng mà có những vị người ta không có quen, người ta ăn kiểu ở nhà người ta quen rồi. Mà đặc biệt là ở Việt Nam, hồi nhỏ mà nhớ đi chùa, bây giờ quý vị thấy đem mỗi bàn ra gì, một cái tô canh gì ăn lùa, mà có nhiều người có cái thói quen ăn xong rồi gấp đôi đũa vô trong tô canh mà còn rửa vậy nữa chứ. quay vậy. Đó là mình thấy là thôi rồi, cái tô canh là mình không ăn nổi. Mà hồi đó Việt Nam mình không có cái đó, vì qua đây mình sống mấy chục năm ở cái cách của phương Tây thì mình lại quen, mình ảnh hưởng cái cách phương Tây. Không phải là mình cầu kỳ gì, nhưng mà mình sống một thời gian với cái gì thì nó thành cái thói quen cái đó. Thì mình thấy là ăn khoa học là ăn như vậy đó. Ăn khoa học nghĩa là ăn mà không bao giờ đụng chạm. Nước tương là mỗi người một chén, còn không thì chén chung nhưng mà phải múc muỗng ra ngoài. Ăn như vậy gọi là ăn khoa học. Còn ăn mà cái món ăn đó, không, nó vừa ngọt, nó có vị ngọt, nó có vị chua, nó có vị giòn, như là một dĩa gỏi. Gỏi là nó giòn, nó chua, nó ngọt, mà thỉnh thoảng nó cũng cay cay. Cái trường hợp đó là đa vị. Ăn lịch sự là ngồi ở chỗ nào, ăn như thế nào gọi là ăn lịch sự. Ăn không gây bệnh cho người gọi là ăn khoa học. Ăn mà để ra một cái dĩa chung rồi mọi người chia với nhau ăn gọi là ăn cộng đồng. Ngồi ăn cơm với nhau, thỉnh thoảng gấp nhau cho ăn mà không đũa, lấy đũa của mình gấp mà rất lịch sự, gọi là ăn về ăn thân mật. Người Việt Nam mình ăn có bài bản lắm. Thì ở đây Pháp Hòa nói dài nhiều như vậy là chỉ muốn nói rằng khi cái tâm mình nó có sự định tĩnh thì mình sẽ uyển chuyển giải quyết được nhiều vấn đề mà chúng ta mừng lắm. Sau khi mình giải quyết được, mình thấy là cái sự tu của mình nó có kết quả. Mà nếu mình không hành giả thì mình mà không thực hành thì mình sẽ không thấy được cái điểm đó. Và mình nghĩ rằng cái này nó khó làm hay là cái này chỉ là lý thuyết. Cho quý vị nào mà tụng kinh đó mà không hiểu gì hết, vẫn cứ tụng đi. Vị nào mà tụng kinh mà tâm cứ lo ra, không có tập trung và sợ tội, cũng đừng sợ tội gì hết, cứ tiếp tục tụng đi. Vị nào tụng kinh mà tụng cứ trật chữ hoài, sợ tội, không có tội gì hết, tại Phật giờ không có kịp đâu.
những cái đó nó chỉ là những cái sơ ý của mình. Ngay cả khi mình lo ra, mình đâu có muốn đâu, mình muốn tập trung mà. Nhưng mà từ những giây phút đó mình mới thấy quả thật cái tâm của mình nó cần tu, nó cần điều phục nhiều lắm. Mà bây giờ thả lỏng nó luôn, thôi tụng kinh mà không tập trung mà suy nghĩ tầm bậy tội chết, tụng kinh không hiểu tụng chi. Rốt cuộc những lý do đó nó sẽ không làm cho mình tiếp tục con đường mình. Thì cái này gọi là cái gì? Chướng. Chính chư Phật chư Tổ, chính vì biết rằng chúng sanh mình bị những cái này, cho nên các ngài mới chế ra những cái này để cho điều phục cái tâm. Chứ đâu phải các ngài thật sự mình, Phật giáo không hề có một cái gì gọi là nghi thức tụng niệm hết. Không hề có một cái gì gọi là kinh nhật tụng cả. Những cuốn đó là do chư Tổ sau này soạn lại, lấy những lời kinh ý Phật tập hợp thành một nghi thức để cho chúng ta tu tập, điều phục cho hàng Phật tử chúng ta tu tập. Chớ các ngài, chứ nguyên thủy không hề có một cái gì gọi là kinh nhật tụng cả. Là do các Tổ thấu rõ được cái tâm bệnh của chúng sanh. Mà bây giờ biểu tụng thì quý vị sao hỏi tụng gì? Thì bây giờ thay vì như vậy thì các ngài soạn sẵn luôn. Buổi sáng tụng gì, buổi trưa tụng gì, buổi tối tụng gì, an vị Phật tụng sao, chia ra những cái thời như vậy để cho chúng ta có khái niệm thôi. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình đi tụng kinh cầu an cho người ta đang bệnh, người ta muốn an, mình tụng kinh Di Đà được không? Được như thường chứ có sao đâu. Phật có bao giờ Phật nói trong kinh nè, kinh Di Đà này chỉ để tụng cho những đám chết đám tang, còn Phổ Môn Phẩm này để tụng cho cầu an bệnh tật? Không có cái câu đó trong kinh. Mà cái phẩm Phổ Môn á, nó không phải là một cái kinh cầu an gì cả, nó là một phẩm ở trong cái cuốn Pháp Hoa mà. Nhưng mà bởi vì cái tín ngưỡng của phần lớn Á Đông đại thừa của mình là tin Đức Quan Âm cứu khổ, cho nên lấy cái phẩm, trích cái phẩm đó ra làm quyển kinh riêng để gọi là nghi thức cầu an. Chứ có cái gì gọi là nghi thức cầu an đâu. Bây giờ quý vị đến nơi cái đó, thời gian không có, bây giờ lượt cái phẩm Phổ Môn luôn, tụng bài chú Đại Bi, bài Bát Nhã rồi hồi hướng cũng là cầu an. Thậm chí giờ không có thời gian nữa, niệm 10 hiệu Đức Quan Âm cũng là cầu an. Cầu an là quan trọng cái năng lượng bình an của mình gửi cho người đó. Tụng tràn gian đại hải mà tụng xong phiền não, nó chờ tụng gì mà dữ vậy, đang tụng mà đã khởi phiền não rồi, tại vì tụng quá nhiều. Cho nên không có cái gì gọi là nghi thức. Bây giờ thế nào gọi là nghi lễ? Chữ nghi là hình thức, chữ lễ là bày tỏ lòng cung kính. Nghi thức này, lễ là cung kính, mà nghi là hình thức, hình thức để bày tỏ lòng cung kính. Cũng giống như xin mời bác lên phát biểu vài lời. Cái ý chính người ta muốn nghe là bữa nay ông lên đây, ông mời tôi tới đây làm chuyện gì. Nhưng mà không ai bước lên đó, hôm nay tôi tới đây mời quý vị ăn, thôi mời quý chúc quý vị ăn ngon nha, đi xuống. Không có. Ông nào cũng bước lên, kính thưa. Người nào lớn thưa trước. Kính thưa quý cụ, quý bác, quý cô, chú gì đó. Rồi cuối cùng mình nói hôm nay gia đình chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp quý vị. Thế này thế kia. Ta nói có mở đầu, có ý chính, rồi có kết thúc, thì nó rang bài bản. Thì nghi thức cũng vậy thôi. Đầu tiên trước khi mà mình vô, không lẽ ngồi xuống cái khai tụng liền, cái bắt đầu phải khen Phật cái. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Khen Phật xong rồi không lẽ khen đứng ngó. Khen thì phải lễ. Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Rồi cuốc xuống ba cuốc. Mà thật sự chỉ cần một cuốc là đủ. Tại cái câu đầu nè: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, thập phương chư Phật, chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng, thường trụ tam bảo. Câu đó là đủ quá khứ, hiện tại, vị lai, hư không pháp giới này, Phật pháp tăng mình lễ hết rồi, còn gì nữa đâu lễ. Vậy mà vẫn làm câu thứ hai: Nam mô ta bà giáo chủ. Mà ta bà giáo chủ là thuộc Phật bảo rồi.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Có nhiều người tụng lộn tương kho nữa kìa. Những cái danh hiệu Phật sau này gọi là biệt thể Phật bảo, chứ còn hồi nãy mình tụng cái câu là tổng thể Tam Bảo. Tổng thể Tam Bảo mình đọc một câu đó mình lại xuống một lễ của mình là biến khắp pháp giới rồi. Nhưng mà bởi vì cái lễ nghi thì có đủ ba lễ, cho nên các ngài chế thêm ba hai câu. Thật sự những câu đó là mấy tổ chế không đó, không có kinh gì của Phật đâu. Chỉ có cái đoạn kinh chính thức là đem lời Phật ra tụng. Nhưng mà cứ trước khi tụng lời của Phật thì mình có cái lễ nghi đầu. Xong rồi, hồi nãy trước khi tụng cũng đọc bài nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Vậy mà lát khai chuông mở tụng tiếp lưu hương xạ nhiệt pháp giới mông huân. Nó là trùng ý. Giống như tụng nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết. Tụng xong rồi tam tự quy y cái nguyện đem công đức này. Đó là mình lặp lại cái câu hồi nãy, cái câu cuối cùng là nguyện dĩ thử công đức. Giờ bất quá một bên là tiếng âm Hán, một bên là tiếng Việt vậy thôi. Mà hãy thiếu cái bài đó nói, bữa nay tụng kinh thiếu. Tụng rồi không có hồi hướng. Hồi nãy ta hồi hướng rồi. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết trong cái bài hồi hướng đó. Chờ thưa đại chúng, quý vị đừng có phiền não gì hết. Lỡ ai mà người ta có gọn gãy một cái nghi lễ, hay người ta gọn gãy thì cũng là một nghi thức. Dài dòng cũng là một nghi thức. Nhưng mà cái người dài dòng là bởi vì người ta biết là thời gian có. Phong và ví dụ, người ta mời đi tới tụng đám tang 11 giờ mới đưa đám, mới 9 giờ có mặt rồi, dư 2 tiếng đồng hồ giờ làm gì, bắt đầu bài kinh ra tụng. Mà tụng mà giỏi lắm là 1 tiếng chứ nhiêu. Cho nên tới cái chỗ mà niệm A-di-đà là cái ông chủ lễ ông cầm chuỗi ra ông lần. Ông niệm đâu chừng 45 phút vậy đó, để cho cái thời gian nó kéo dài quá, để 1 lát nữa kết thúc là đi là vừa. Chứ nếu mà không tụng nữa thì bắt đầu xong rồi cái trời chịu khỏe không. Bữa nay chợ cũ bán gì, chợ mới bán gì, chợ gạo bán gì, nói đủ thứ chuyện thì cái nó làm ồn trong cái đám tang của người ta. Thầy chủ lễ thầy linh động, thầy không cho mình nói chuyện nữa mà thầy bắt mình nói với Phật. Đó là cái sự uyển chuyển linh động của một vị chủ lễ, chứ không có gì hết á. Thì Pháp Hòa, rồi bây giờ quý vị định á, là 7 giờ tụng kinh mà tối nào cũng vậy rồi, cái tự nhiên mới có 6 giờ 45 con nó kéo một bầy bạn nó về. Nó bầy, nó ăn, nó uống, bắt đầu mình mặc áo tràng vô, đi mạnh dép lên chút cho nó biết là tao ra tới rồi nha. Bắt đầu mình dện 3 tiếng chuông. A chi tâm đánh lễ. Tụng sùm lên hết trời. Trời ơi con nó... Mình biết con, cái chuyện tụng kinh là mình mỗi ngày. Chuyện con lâu lâu nó dẫn khách về, nó chơi là có lâu lâu mới có một kỳ. Mình dễ thương, ô bữa nay con có khách đó con. Thôi không sao, tụi con cứ chơi đi. Má vô trà phòng, má lần chuỗi niệm Phật. Ông Phật, ông happy vô cùng. Mình gì đuổi tống cựu nghinh tân. Tiễn dông. Mình đem Phật ra, à chí tâm đánh lễ. Phật nói không cần lễ dữ vậy đâu. Tu làm sao mà thật là nhẹ nhàng. Mà chẳng những mình mà dễ thương như vậy, con nó appreciate mình vô cùng. Nó nói má tu rất là modern. Lần sau nói con chở má đi chùa, con nó ok liền. Nói má bây giờ dễ thương hơn hẳn. Và mình, thưa đại chúng, là mình biết cách tu như vậy đó. Người xung quanh mình, người ta sẽ thoải mái với mình vô cùng. Còn không là người ta thấy mình tu mà người ta nói thôi, chắc kiếp sau con không dám tu kiếp này, đặc biệt là tu với mâm. Trời đất ơi, ăn chay mà cử kiên đủ kiểu hết. Chén dĩa, nồi niêu, chảo, son, đũa, muỗng gì mà không sắm có bộ răng mới. Cũng bộ răng đó mà ngày hôm qua nhai rạo rạo rạo, phùng chảo.
điểm sắm há cảo xíu mại gì nhai quá trời quá đất, ngày hôm sau đi tàu hủ cũng bộ răng đó, mà hôm qua nhai thịt bữa nay nhai rau, mà chảo nồi thì sắm tùm lum hết trơn. Nếu mà sắm chảo nồi để nấu chay thì phải sắm luôn hai bộ răng. Một bộ nhai thịt và một bộ nhai rau. Bây giờ quý vị thấy tu thiền chưa? Thiền là nó trải dài trong cuộc sống vậy đó. Mình mà cà nhích lên, mình ngó mấy cái cây đồng hồ để tiền mà dư được đồng, mà mình đậu xe vô khỏi trả tiền, trời ơi Phật độ. Còn thấy không? Phật độ má đó. Lái xe mà cà nhích mà ngó cái cây này coi có ai để chống không, mà chỗ nào mà người ta bỏ 2 đồng mà ta đậu không hết giờ đó, ta bỏ ta đi đó, cái để trống cái mình để vô mình đậu, cái trời sao Phật độ. Vậy mà một bữa hôm khác mình đi tới một cái cây đồng hồ khác, mình bỏ 2-3 đồng vô, mình đậu xong mình đi ra mà còn dư giờ tức, trời tao thiệt là bực mình. Tại làm sao người ta dư mình đậu free thì mình kêu Phật độ, mà mình bỏ tiền dư mà người khác đậu mình tiếc hùi hụi. Vậy đó nha. Mà xây qua một thấy một người mà ăn xin, chùi sao móc 50 bố thí cung dường. Nếu mình có thể bố thí được 50 thì mình cứ nghĩ rằng nếu mình không đậu thì người khác vô. Lúc đó mình khởi cái tâm mong ai vô đây đậu để người ta khỏi phải tốn tiền. Tu thiền ngay cái cây đậu xe. Chị hành hay nhiêu bó à chị? Dạ 1 đồng. Mắt về bên kia có 99 sen nè. Mô Phật. Còn không cũng sẽ trả 1 đồng, nhưng mà lấy thêm củ gừng này free. Cái bà kia mà sáng sớm bà gặp mình là bà xong rồi. Bà nói dạ thôi chị muốn gì chị muốn thì xong, bà kiếm bà mình vừa đi bà xếp giấy là bà đốt. Bà quơ. Vậy thì mình cái mục đích mình tịnh tâm để làm gì? Để mình sống và mình như vậy thôi. Mình sống là ngay trong cái cuộc sống này của mình. Ví dụ như mình đang tụng kinh mà con ở dưới nhà nó chiên, nó xào, nó nấu gì đó, tắt cái bếp, hôi quá chịu không nổi. Mô Phật. Ở dưới này nó cũng hỡi ơi với mình, mà nó thấy mình tu khủng hoảng quá. Nhưng mà rồi nếu cái người mà họ không kềm chế được cái phiền não của họ, họ nói lên lại một câu, bà đi chùa ông thầy dạy bà tu vậy hả? Hay là con đi chùa con tu, thầy dạy con, mà thầy có biểu gì đâu. Thành thử thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Điều thứ 5, lợi ích của người tu thiền, hay là lợi ích của sự tu hành của mình là tụng kinh niệm Phật, có cái lợi gì? Điều thứ 5 là gì? Chế. Điều thứ 4, Pháp Hòa xin nói lại, điều thứ nhất là quán xứ minh tịnh. Điều thứ 2 là biến khởi quán chư căn. Thôi mình dịch cái này để cho nó dễ ha. Điều thứ nhất là mình có thể sáng suốt biết rõ mọi hoàn cảnh mình đang sống. Điều thứ hai là mình có thể làm cho 5 căn tính tấn niệm định tuệ của mình mỗi ngày mỗi sinh trưởng tốt đẹp. Điều thứ ba là mình có thể chế phục được cái tâm hành của mình, điều hành được nó. Điều thứ tư là mình có thể điều chỉnh cái sự giải đãi của mình. Giải đãi là làm biến. Theo người xưa người ta định nghĩa,
khi mà cái thân mình nó mệt mỏi kêu là giải, cái tâm của mình nó hạ liệt, nó đi theo đó gọi là đãi. Thường thường á, hễ thân mà mệt á, mà nó muốn ngủ nghỉ, nó muốn làm gì thì cái tâm nó sẽ chiều theo. Thân và tâm nó phối hợp thì nó thành ra giải đãi. Mà ngược lại sự giải đãi là tinh tấn. Ngược sự giải đãi là tinh tấn. Thế nào là tinh mà thế nào là tấn? Tinh là khi mình tin tường một sự việc, từ đó mình mới siêng năng mình làm. Hôm ba cái tuần rồi có một chú tiểu hỏi Pháp Hòa. Chú thấy Pháp Hòa biết bao nhiêu công việc mỗi ngày, nào là đi đám rồi đi thăm bệnh ở bệnh viện, rồi phải tiếp xúc Phật tử, giải quyết những chuyện khó khăn trong gia đình họ, rồi phải tiếp xúc mấy đứa nhỏ, rồi việc rồi tay, đủ việc hết mà băng. Nó không thấy Pháp Hòa có thời gian nghỉ. Mà giờ đâu mà thầy, thì chú mới hỏi Hoàng câu. Chú nói thầy, thầy, tụi con bây giờ chỉ có ăn với học không mà sao không thuộc gì hết trơn, còn thầy thì giờ đâu, hồi xưa thầy học kinh. Thì Pháp Hòa mới nói với chú, hồi nhỏ thầy đi học á, chưa bao giờ trong đầu thầy mà nó rời kinh một chữ một lúc. Sáng ra đi đón xe bus đi học, trong giỏ có cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách, móc ra: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng diêu nhi cộng thành. Cất vô. Rồi là trên xe bus nhai câu đó. Đến khi nào thuộc bốn câu đó là đọc bốn câu kế mà học kinh học vậy không. Nghĩa là trên xe bus, trên đường đi học là học kinh. Cái điều thứ tư là mình có thể chế phục được cái sự lười biếng của mình. Thí dụ như là đại chúng thấy rõ ràng, ngày nào mình tụng kinh thì giờ đó mình cũng tụng, hay là mình niệm Phật, hay là mình ngồi thiền, hay là mình trì chú. Nói chung là ngày nào mình làm cái gì thì mỗi ngày mình vẫn làm. Nếu không có hoàn cảnh gì đặc biệt thì mình cứ giữ cái giờ đó. Nhưng mà lỡ hôm nào có những hoàn cảnh đặc biệt như nhà có khách, hay là có công việc đi đâu, quý vị bỏ cái giờ đó. Nhưng mà nếu sau khi xong việc trở về mà sức khỏe còn được, thời gian mình có thì tiếp tục tụng, và không cần phải lo là tụng như vậy có sao không. Nếu ai đó mà lỡ vì đi làm, ca làm việc của mình nó thay đổi liên tục, thì quý vị cũng tùy thuận theo cái ca giờ của mình mà tụng kinh, mà ngồi thiền, mà hành trì, chứ không có gì lỗi cả. Ở đây mình tu á, là cái sự tu của mình nó tùy thuận vào cái đời sống thường nhật của mình, thuận theo cái chúng sanh, thuận theo cái đời sống của mình. Bởi vì đời không có rời đạo, đạo không có xa đời. Đời mình như thế nào thì mình sẽ ứng dụng cái đạo mình tùy thuận theo cái hoàn cảnh của mình. Pháp Hòa có rất nhiều em Phật tử ở bên Hàn Quốc, lấy chồng Hàn Quốc, và đa số người Hàn Quốc là họ đạo Tin Lành. Và các em kể đó, chỉ cần mà gia đình chồng thấy một quyển kinh Phật thôi là la rầy dữ lắm. Cho nên nó giấu, nó không dám cho thấy cái quyển kinh đó. Khi nào mà gia đình chồng đi vắng, nó đem quyển kinh ra, nó dựng ở trong phòng đó, rồi nó lại quyển kinh đó, rồi nó mới lấy quyển kinh nó tụng. Mà có nhiều em á, nó tụng kinh gì nó cũng tịnh tụng thành thần chú hết á. Hiểu ý không? Là vì tụng cho lẹ để rồi cất, sợ gia đình chồng về. Dù đó là một bài sám, ví dụ như đệ tử chúng con từ vô thể, đâu đệ tử chúng con từ vô thể quy, mà tôi nói là mê chúng con Đại Bi vậy đó. Nó tụng giống như là nó tụng chú Đại Bi, nhưng mà lúc đó cái tâm nó thành khẩn nó tụng, vì nó nhớ quá. Thì nó hỏi thí dụ như lỡ hôm nào con niệm Phật mà con không có hình Phật vậy được không? Thì Pháp Hòa mới nói lúc nào cũng được hết. Thậm chí là có đứa nó không dám ra phòng khách, thì mẹ ba chồng đó ở phòng khách, thì nó ở trong phòng nó tụng kinh.
Ở đây Pháp Hòa mới nói là đời sống họ như vậy thì họ phải chấp nhận tu theo cái đời sống đó thôi. Chứ Phật bắt họ hơn làm sao được nữa, hay là mình bắt họ làm sao được. Cho nên ở đây á, mình ở trong đời mà mình vẫn có đạo. Cái chữ đạo ở đây nghĩa là tâm linh của mình biết hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Ba cái câu đó là định nghĩa của chữ pháp. Thế nào là pháp? Thế nào là Phật pháp? Phật pháp là giúp cho mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Hướng thượng là tâm mình không có hướng, đưa tâm mình xuống hướng hạ. Hướng thiện là mình biết hướng về điều lành. Hướng giải thoát là mình vượt những sự ràng buộc. Ví dụ mình không có ăn trứng gà, mà lỡ người ta đem cái bánh bông lan đến, một là mình không ăn, hai là cứ ăn chứ hỏi để tôi móc trứng gà ra, không được. Giải thoát nghĩa là mình ăn muốn bông lan nhưng mà mình không có gì phiền muộn, còn mình không ăn thì cũng không sao cả. Ví dụ như là Pháp Hòa là không ăn hành, không ăn ba rô, không ăn tỏi. Bây giờ quý vị múc thức ăn mà lỡ có cái đó thì Pháp Hòa không ăn được, thì Hòa chỉ cần đẩy nó qua bên, rồi mình ăn được cái gì trong đó mình ăn. Trời ơi, lấy ra, cái này vô là tôi mất hết. Không có cần như vậy. Quý vị biết có những lúc Pháp Hòa đi những cái chuyến bay dài mấy chục giờ đồng hồ mà không có một miếng đồ chay ăn, họ bưng mâm gì ra Pháp Hòa cũng lấy hết á. Biết gì không? Để mình ngó coi ăn được gì. Rồi thì ăn được miếng táo, miếng bánh mì gì trên đó ăn. Còn cái nào mình ăn không được thì cái người kế bên người ta ăn giùm. Bây giờ mình là mình cự với cái người chiêu đãi viên, tôi ăn chay, họ biết là cái gì? Họ không cần biết mình là ai. Đặt thì họ đưa tới, còn không đặt thì họ không đưa. Dù mình là ông tổ cũng vậy thôi. Thành thử ra mình, nếu mà ngay trong cái chuyến bay đó mình Phật có, mình có Phật pháp là mình sẽ có hướng giải thoát. Giải thoát là mình sẽ giải quyết cái phương thức ăn uống trong lúc này bằng cách nào. Giải thoát là mình sẽ đối diện với công việc này và mình sẽ làm gì trong lúc này. Đó là cái ý nghĩa của Phật pháp. Và quý vị thấy là bây giờ á, cuộc sống của mình ở đây là mình đi làm K3 hay là K2, K1 hay là mình như thế nào cuộc sống hàng ngày, thì mình hãy dụng cái giờ của mình có được, mình ứng dụng, mình tu. Cái đó gọi là đem đời vào đạo. Xin lỗi, đem đạo vào đời. Mình đâu có cần làm cái gì ghê gớm đâu, mà mình không hề trì trễ và lười biếng trong cái sự tu của mình. Đó gọi là tinh tấn. Nghĩa là con vẫn siêng tu, nhưng mà con biết uyển chuyển thời gian của con tu, để con không lấy, con không lợi dụng. Đây một cái giải đãi khác. Pháp Hòa ví dụ, mình hứa là mỗi tháng mình ăn chay mùng 1 rằm. Bữa nay mùng 1 mà mình quên, mấy đứa nhỏ nó làm breakfast có gì đó, mình ăn xong cái đi lại xé lịch cái chà, bữa nay mùng 1. Cái mới nhớ trực là sáng mình đã ăn đồ mặn rồi. Nếu mà mình tinh tấn á, mình sẽ nhớ trực lại là ngay cái giây phút mình nhớ trực là hôm nay ngày chay, thì từ giây phút đó cho đến thấu ngày hôm sau là mình chay. Còn không là ô thôi lỡ rồi ăn đi rồi mai tính. Cái này là hiện tượng của giải đãi. Mình hứa Phật phù hộ cho con qua cơn bệnh này, con ăn chay 3 tháng. Mà bây giờ 20 năm rồi chưa ăn tháng nào hết. Với cái lý do là bây giờ ăn 1 tháng mất sức. Nhưng nếu cái người mà người ta tinh tấn và người ta không hề giải đãi, người ta sẽ chia cái thời gian ra ăn. Thôi bây giờ 1 tuần mình ăn 2 ngày. Ăn riết đến khi nào cộng đủ 90 ngày. Con vẫn ăn chay. Thật sự Phật không hề bắt lỗi mình, trị phạt mình, dù cho mình quỵt luôn câu nói đó. Mình có quỵt luôn Phật cũng ok thôi.
không ai bắt tội lỗi gì mình cả, nhưng mà mình sẽ tự cảm thấy mình khó chịu với chính mình vì mình đã hứa một cái điều mình không làm được, mà mình có cảm giác người đời mình hứa với nhau mình còn khó chịu, huống chi mình hứa gì ở trển. Mình thấy khó chịu vậy thôi, chứ còn Phật không hề bắt tội lỗi gì mình cả. Mà lỡ trong cuộc đời sống đó mà có những bất trắc gì xảy ra thì quý vị nhớ cái đó không phải do Phật. Đừng có đổ thừa qua Phật thế. Từ ngày hứa mà không ăn đó, xui suốt luôn. Rồi có những thầy mà ta ăn chay trường từ nhỏ tới lớn, ta cũng xui hoài rồi ta nói làm sao. Thật là không có cái chuyện đó. Không có chuyện là mình hứa rồi mình không làm rồi Phật quở mình. Mình nghĩ là Phật quyền năng như vậy, thật sự ra mình đang hạ Phật, mình đang làm cho Phật giảm cái giá trị của một vị Phật. Giá trị của một vị Phật ở đâu mà chỉ để bắt phạt người ta khi người ta không ăn chay 3 tháng đủ. Mình nghĩ mình nói như vậy là mình đưa Phật lên, nhưng mà thực sự không phải. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng sẽ ứng dụng cái sự siêng năng của mình bằng cách nào, và chúng ta không hề có cái chuyện là thôi đợi khi nào con ăn được rồi con ăn luôn. Còn bây giờ ăn lắc nhắc quá không được. Nhưng mà nếu mình không thực hiện, thí dụ lỡ vô thường nó đến với mình, thì có lẽ mình không thể nào hoàn tất cái lời nguyện này được. Có nhiều người hứa cạo đầu. Lúc đi vượt biên á, tàu sắp chìm rồi hứa, con mà lên tới bờ rồi á là con cạo cái đầu liền. Lúc này là sao? Thập tử nhất sanh. Cho nên là trời mình sẽ nói một câu: xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc. Lên trên bờ rồi cạo rồi mấy tháng sau là mọc liền. Vậy mà 40 năm rồi lời hứa vẫn chưa thực hiện. Cũng sống bình thường có sao đâu, Phật có nói gì đâu. Nhưng mà trong lòng khó chịu hoài cái lời hứa đó. Thì bây giờ mình lên trên, mình tự mình cạo cái đầu của mình, hay là mình xuống tóc gì đó, đó là lời nguyện. Mình không xuống cũng chẳng sao, mà mình làm gì cũng được hết. Cái đó Phật không hề nói gì mình. Nhưng mà tự trong lòng mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu vì khi mình nói điều đó mình không làm. Ở đây Pháp Hòa chỉ nói sự tinh tấn của mình. Nếu mình biết mình có sự siêng năng thì mình sẽ biết uyển chuyển. Ứng dụng như thế nào để cho cái sự tu của mình nó có mặt với mình trong mỗi ngày. Cũng giống như quý vị thấy hôm nào mình ở nhà mình ăn cơm không được, bận quá ngồi ăn được, cái quý vị làm sao? Mới một hộp lên xe ăn, thậm chí làm bún mì ăn, thậm chí kiếm một cái cây snack ba nhai sao miễn cho nó no bụng giảm đói. Nếu mình tu như thế nào mà y chang như mình cứu chữa cái đói của mình trong khi mình bận rộn, vậy là mình ok rồi đó. Khi mình đói bụng, mình bận khách quá, mình không thể nào mình ăn cơm được, thì mình chạy vô bên trong, mình ăn một cái cây kẹo cái gì đó để giảm cái đói của mình, uống một ly sữa. Thì sự tu của chúng ta cũng như vậy. Có thời gian thì tụng thời kinh, không có thì ngồi niệm Phật tịnh tâm 5-10 phút sao cũng được. Nhưng mà thể hiện được là ngày hôm đó mình có sự nỗ lực. Trong cái vấn đề tình cảm hàng ngày, mình cũng phải siêng năng hàn gắn. Thí dụ như mình với người kia có vấn đề, mình xin lỗi xong rồi mà người kia vẫn giàu giàu với mình. Nếu mình có tâm phục thiện và mình thật sự muốn hàn gắn thì mình sẽ cố gắng tiếp. Tại vì không có cái dấu hàn nào mà hàn một lần mà nó dính. Mà nếu mà gặp lúc hàn ngay mùa đông thì nó lại càng không dính nữa. Có một cái gia đình đó đổ vỡ hết. Vợ chồng không nói chuyện nhau, con cái không nói chuyện được với ba mẹ. Thì một ngày đó Pháp Hòa tới ngồi với gia đình, thì cuối cùng thì cả gia đình ngồi lại và đồng ý với nhau là sẽ hàn gắn lại hết. Thì đứa con gái rồi một tháng sau nó tới, nó nói với Pháp Hòa là
ba con, con không cảm thấy là ba con làm cái điều này real, có cái gì đó nó fake fake ở trong đó, giả giả trong đó, có cái gì đó miễn cưỡng trong đó. Thì Pháp Hòa nói liền, chưa kịp hỏi ba nó, nhưng mà Pháp Hòa có thể đoán được. Pháp Hòa nói con biết làm sao, con với ba con mười mấy năm không nói chuyện rồi, bây giờ chỉ có một tháng mà con biểu ba con ngọt ngào với con nhờ nhỏ, ba con khó làm lắm, con phải thông cảm. Và con phải để thời giờ cho ba con, mới đầu làm giả nhưng mà từ từ nó sẽ thiệt. Ở đây đám cưới giả thiếu gì. Mà đám cưới giả mà cuối cùng thành thiệt làm sao? Thành thử ra con hãy để cho ba con có thời gian làm việc đó. Khi mà Pháp Hòa gặp ba nó, Pháp Hòa ngồi xuống và nói, ổng khóc. Ổng khóc và ổng nói rằng thầy đã hiểu được cái nội tâm của con. Bây giờ tự nhiên con gặp con ăn cơm không con, khó nói lắm. Giống như mà hồi mới quen mà cái câu đó mình nói được, chứ hai ba đứa con rồi mà biểu nói kiểu đó khó nói lắm. Đặc biệt là mới ngày hôm qua, thở vào chén bay, thở ra dĩa bay. Mà hôm chủ nhật đi chùa, thở vào hoa nở, thở ra trúc lây, tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày. Nhưng mà về nhà là thở vào thở ra vì chén dĩa nó bay vèo vèo. Thì mình thấy sẽ khó làm lắm. Mình phải, mà nhất là người của mình đó, người Việt mình làm cái đó khó hơn người Mỹ. Người Mỹ họ dễ lắm. Dù có thích cái đó không? Oh, it's wonderful, I love it. You want some more? No thanks. Người Mỹ họ đơn giản vậy đó. Rồi người Việt của mình thì nói mấy cái đó thì hơi khó. Tại vì mình là mày tao, ông bà là nó quen rồi. Bây giờ mình nói những lời ngọt ngào thì nó hơi khó nói. Nhưng mà cái gì cũng phải tập thôi. Nếu mình có sự siêng năng thì mình sẽ có sự thành công. Quý vị biết là người xưa người ta dùng cái từ tinh tấn, cái hình ảnh tinh tấn là như thế này nè. Người ta lấy hai cái khúc gỗ người ta cà với nhau. Bởi vì trong gỗ nó có lửa. Mà hai miếng gỗ mà cà với nhau mà không được dừng thì lửa nó mới phát. Thí dụ mình cà được mà 20 và 10 phút rồi mà chỉ cần dừng vài giây thôi là nó sẽ trở lại số 1 hết. Cái sự phát lửa nó rất lâu. Đó là một hình ảnh. Hình ảnh thứ hai Đức Phật đưa ví dụ trong Kinh Bảo Tích. Sự tinh tấn như người chèo một chiếc thuyền bằng đất đi qua sông. Bằng chiếc thuyền bằng đất thì đi qua sông mà, thì quý vị nghĩ nước nó rã không? Thì ý ở đây Đức Phật muốn nói, nếu mình đã biết được mình đang ngồi trên chiếc thuyền bằng đất qua sông thì phải chèo cho lẹ để mình cập bờ trước khi nó rã. Đức Phật dùng cái hình ảnh đó. Pháp Hòa dùng một hình ảnh khác. Nếu như á mà mình tu á, mà hôm nào mà mình hơi lười biếng chút á, thì ít nhất là mình phải cũng phải cắm cái dầm ngay cái chỗ đó. Dù mình không tiến hơn nữa nhưng cũng không để nó đẩy lùi. Mình cắm cái dầm trở lại đó, ít nhất mình đậu chỗ đó. Đến khi nào mà mình khỏe khỏe rồi, mình yên rồi thì mình đi tới. Chứ đừng có thả trôi để rồi nước nó sẽ đẩy mình trở lại. Thí dụ như là mình nghe pháp, nghe một thời gian, mình mấy cái bài pháp phổ thông căn bản mình nghe mình hiểu rồi. Bây giờ người ta có thể khuyến khích mình, thôi bây giờ bắt đầu nghe những bộ kinh đi. Nghe giảng kinh Pháp Hoa, nghe giảng kinh Di Đà, kinh Địa Tạng vân vân. Thì mình có thể nói thôi thôi, mấy bộ đó cao lắm, tôi nghe không được đâu. Nhưng mà không nghe cũng không sao, nhưng mà ít nhất cũng còn nghe những cái bài phổ thông này để giữ mình tu, còn hơn là thôi đại thừa bây giờ tôi cũng không nghe, mà tiểu thừa thì tôi nghe cũng chán rồi, thôi bây giờ tôi nghe đổ thừa. Nghe là đổ thừa cho thời gian sức khỏe gì đó đó luôn. Cho nên Pháp Hòa nói Phật giáo có ba thừa: tiểu thừa,
trung thừa, đại thừa, Phật tử thêm thừa là đổ thừa. Mình thêm thừa nữa là đổ thừa. Đổ thừa chuyện này chuyện kia rồi mình không đi xa hơn được. Thôi thì nếu mà mình không thể có khả năng tiếp xúc được những cái bài kinh lớn thì ít nhất vẫn cứ nghe tiếp tục những cái bài phổ thông để nhắc nhở mình, còn hơn là buông thả ra thôi. Giờ giảng thấp thì tôi nghe tôi biết hết rồi, cao thì tôi không thích nghe, nói chuyện mênh mông quá, rồi mình thả trôi thì mình sẽ bị lui sụt rất là nhiều. Mình sẽ tạm dừng ở đây. Trước khi mình đi qua một cái chương trình hấp dẫn khác đó, ở trong này có một câu hỏi là: xin thầy cho con hỏi, nếu ba mẹ khó khăn và cố chấp, việc gì cũng la, làm việc sai ba mà ba mẹ cũng nói đúng, vậy con phải làm sao mới làm cho ba mẹ không buồn? Chuyện rất dễ giải quyết. Đây Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện này rồi mình biết cách mình làm liền. Theo như tinh thần câu hỏi, con làm sai mà ba mẹ cũng nói đúng, vậy thì bây giờ mình cứ làm đúng để ba mẹ nói sai. Cái này nó có câu chuyện vui. Có cái ông đó, ổng lên ổng nói chuyện mà lúc nào ổng cũng nói lộn chữ, hễ n ổng ra l mà l ổng ra n, cái nón ổng kêu cái lón mà cái nồi kêu cái lòi, mà cái lon ổng kêu cái non. Thì một ngày nọ ổng lên ổng đọc diễn văn mà kỳ này không có chữ nào trật hết, đọc đúng hết trơn. Cuối cùng đem cái bài diễn văn xuống là cái ông thư ký khi soạn đánh lại cái bài diễn văn đã đổi chữ hết. Hễ mà tới là nhắc cái nồi xuống thì ông này ổng ghi là nhắc cái lòi xuống, thì ông chủ ổng thấy cái lòi là ổng đọc thành cái nồi, còn để nguyên si chữ nồi thì ổng đã ra lòi. Ở đây cái vấn đề câu chuyện vui này là để ứng đối chúng ta khéo léo. Thật sự ra bây giờ mình có một cách quán chiếu. Thứ nhất là mình cũng mong làm sao cho cha mẹ có một ngày nào tâm tư của cha mẹ được cởi mở. Cái thứ hai là mình mở lòng từ, là mình thấy rằng ba mẹ sống bằng cái chấp này thì ba mẹ khổ hơn mình nữa. Mình chỉ là người nghe thôi, còn ba mẹ là cái cục chấp này nó nằm tận ở trong lòng của cha mẹ, mà cha mẹ carry cái nó còn nặng khổ hơn là mình nữa. Thành thử rồi hôm nào mà cha mẹ dục đường cúc đó ra cho mình nghe đó, mà mình buồn á, thì thôi đừng buồn mà quán chiếu. Đó, giờ ra đường chút rồi đó, giảm đường chút rồi đó. Tức là mình nghĩ như vậy để mình giảm cái buồn đó đi. Cái thứ hai là thôi cha mẹ có nói gì nói, nhưng mà cha mẹ cũng có cái điểm dễ thương của cha mẹ. Cũng giống như trong cái tinh thần cái bài kinh đó, nếu người nào lời nói họ không dễ thương nhưng hành động họ dễ thương, mà người có trí mà đi giận lời nói của họ thì không nên, mà phải thương hành động của họ, đừng quan tâm lời nói của họ. Nếu lỡ người nào hành động không dễ thương mà lời nói họ dễ thương thì mình hãy nên để ý lời nói của họ để mình thương họ, mà đừng bận lòng chuyện cái làm không dễ thương của họ. Nếu người nào lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, nhưng trong tâm họ sự suy nghĩ còn một chút dễ thương thì hãy thương một chút đó của họ, dù lời nói và hành động họ không dễ thương. Lỡ người nào lời nói hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm tư cũng không còn một chút gì để mình thương, thì mình phải thương khủng hoảng hơn nữa. Là bởi vì một người như vậy thì không ai thương họ nổi đâu, nếu mình không thương họ. Và họ sống, và họ sống như vậy, họ khổ hơn mình nhiều lắm. Vậy bởi vì trong họ hoàn toàn chỉ có những cái chất độc, độc tố mà không có sinh tố.
thì mình thương họ nhiều hơn. Nếu một người nào hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm cũng dễ thương mà mình không thương họ thì mình là dại quá. Cho nên thưa đại chúng, ở đây cũng vậy, một người tu mà quá nhiều cái chấp mình cũng tội lắm, tại vì họ chấp quá cho nên họ khổ. Mà họ càng khổ thì họ càng chấp. Pháp Hòa ví dụ như họ cầm cái sợi dây, họ cột một khúc vậy nè, thay vì họ nắm cái ngón tay họ chấn ngay cái nút họ gỡ thì họ lại không biết gỡ. Họ cầm hai cái đầu họ siết, mà họ tay thì siết mà miệng thì kêu là gỡ. Người như vậy cả đời họ cứ cầm sợi dây mà họ căng như vậy, họ không bao giờ gỡ được. Mình thương họ, cho nên những người tu nhiều, thiệt là nhiều, mà chấp rất là nhiều thì tội lắm. Tại vì mình sẽ thấy họ không có tươi mát chút nào hết trơn á. Họ lên tụng kinh, họ lên ngồi thiền, họ lên niệm Phật, thậm chí họ đi ra sinh hoạt, họ ngồi họ cũng có cái gì đó họ bất mãn, bất bình, họ không vui. Chờ ở đây Pháp Hoài chỉ muốn thưa là mình quán chiếu để mình có thể mở lòng mình với họ. Nếu như một cái người như vậy mà mình đáp họ như vậy thì mình và họ mỗi người một kiểu chấp. Mình chấp họ là tại sao như vậy là chấp rồi. Mà cần nếu mình nói là ồ, mỗi người mỗi nghiệp, thôi hy vọng một lúc nào đó rồi họ sẽ hiểu ra điều này, họ sẽ thoải mái hơn. Và biết đâu cái sự thoải mái của mình cũng là một chút gì đó giúp cho họ lose ra. Nhiều khi mình không làm cho người ta giải khổ được, nhưng mà ít ra mình cũng làm cho người ta thoải mái được vài giây, cũng công đức rồi. Thưa đại chúng, người Việt chúng ta ở Việt Nam phần lớn là nghèo. Chúng ta không thể cứu được cái nghèo của họ, nhưng mà chúng ta cứu được cái ngặt không? Cứu được. Bão lụt, sập đất, chúng ta cứu được cái ngặt, nhưng mà chúng ta không cứu được cái nghèo. Có những người chúng ta không làm cho họ hoàn toàn hết khổ, nhưng mà trong một giây phút nào đó mình làm cho họ thông ra được một chút cũng vui. Mình không làm cho họ hết nghẹt mũi, nhưng mình chỉ cho họ khịt rồi mình đưa miếng dầu, họ thông được một chút cũng tốt. Còn hơn là mình không làm gì. Và trong cuộc đời này tình thương nó thể hiện ở những công việc như vậy. Và cứ như thế mình làm thì lâu ngày cục sắt mà mình mài nó cũng thành cái kim. Huống chi là một cục chấp mà mình mài riết mà nó không thành ra một cuộc tu hành. Cho nên ăn thua là cái ý chí của mình, cái năng lực. Quý vị nhớ không? Bi, trí, dũng, ba đức tánh. Mình có trí, mình nhìn họ mình biết họ khổ, tình thương mình có mặt cho họ. Nhưng muốn độ một người cố chấp đau khổ đâu phải dễ đâu. Nó đòi hỏi cái sự dũng cảm kiên trì của mình. Mà mình thành được như vậy là mình đủ ba đức tánh: bi, trí, dũng. Còn người này á, bi thì không, trí thì không, mà dũng thì một cục. Vì dũng cái gì? Dũng với cái chấp của mình, dũng với cái biết của mình. Giống như một anh hùng chỉ dũng sức mà không dũng trí. Thì dũng sức mà không dũng trí thì lâu ngày nó kiệt sức. Còn người mà có sức mà biết dụng trí thì không cần dùng sức mà làm được nhiều việc. Pháp Hòa ví dụ cái này rồi đại chúng thấy. Nếu cái sàn nhà này cả 5 năm trời không ai quét dọn mà người ta cứ mang giày dép dơ đi vào trong đây thì bùn đất nó dính, nó đóng lớp dày lắm. Nếu mình thấy mình không thích, mình muốn giúp cho cái chỗ này mà mình cầm một cái cây mốp, mình dẫn sức mình đẩy từng chỗ cho nó sạch như vậy, không làm được bao xa hết mạng lát sức mình nó kiệt. Bây giờ người có trí người ta dùng cách khác. Lấy một cái cây mốp nhúng nước mà không dắt, đi tới quét cho nước nó ngập lên chút, để yên đó 10-15 phút thì nước á nó sẽ làm rã đi những cái đất đó, dù nó bám lâu ngày. Xong một lát vắt một cây mốp thật ráo, chỉ cần đi tới quét là sạch,
làm hết cái sàn nhà trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà không cần phải nghiến răng, trợn mắt và dùng sức. Quý vị thấy lau nhà cũng là một nghệ thuật. Cái dính của đất bụi ở ngoài nó còn dễ chùi hơn một cái chấp chặt của một người mà lâu năm chấp chặt. Muốn giúp họ đâu phải dễ. Thật ra mình đó, thấy họ khổ mình muốn giúp là mình có trí, có dũng, có trí, có bi rồi. Nhưng mà nó đòi hỏi cái năng lực thứ ba ở nơi mình là năng lực gì? Năng lực của dũng, tức là kiên trì. Cho nên trong kinh Địa Tạng có một cái phẩm thứ 11. Cái phẩm đó tên là gì ai nhớ nè? Kiên Lao Địa Thần. Ông thần đó, ông cái vị thần đất đó rất là chịu cực. Quý vị nhớ không? Nó là tất cả những hột mè, hột đậu đều từ lòng đất mà có mặt. Tất cả những thiện pháp dù lớn dù nhỏ từ nguồn tâm mà có. Chúng ta phải có được cái sự, chúng ta phải có cái sự kiên trì. Cho nên Pháp Hòa tạo cái Đức Quan Âm có ba mặt: bi, trí, dũng. Mà ba đức tánh đó một người Phật tử cần có, hay là tất cả con người chúng ta cần có. Kỳ trước cái lần đầu tiên Pháp Hòa về đây do Mây Từ tổ chức ở Sang Ga, để cái chương trình Pháp Hòa vô là từ 2 giờ tới 5 giờ, từ 2 giờ tới 7 giờ. Pháp Hòa ngồi vậy nè, 2 giờ chiều mà ngồi tới 7 giờ tối. Kỳ này cổ vô cổ điểm nguyệt câu của nó: đừng có giải lao. Chọc chơi cho vui vậy. Nhưng mà ý muốn nói là mình sao? Mình kiên trì. Và mình mỗi người phải biết. Có nhiều vị ăn đi chung Pháp Hòa nói: sao thầy không ăn gì bao nhiêu sao có sức? Ăn nhiều mới mất sức. Ăn nhiều nó mệt, nói đâu có nổi. Cho nên nguyên cái ngày sinh hoạt như vậy Pháp Hòa không ăn bao nhiêu đâu. Giỏi lắm là một vài muỗng canh, uống nước vậy thôi, chứ còn ăn cơm, ăn tùm lum tà la vô lần, nói không có nổi. Bởi vì nó căng da bụng, nó trùng da mắt. Mà quý vị thấy không, nhiều khi mà mình nể cả ăn chút xíu mà nó khó chịu, nó cứ hơi lên nó khó chịu, thà uống nước. Có những vị người ta đi vào một cái lễ gì đó mà người ta biết người ta ngồi ở một cái địa điểm chính, người ta không thể nào đứng dậy xin phép tôi đi nhà vệ sinh được, thì họ ăn uống rất kỹ lưỡng để bảo đảm rằng sự ngồi đó của họ không ảnh hưởng gì đến sự đi đứng của mình. Thì thôi bây giờ qua cái câu này, Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng là hãy phát triển cái dũng, tức là cái sự kiên trì, dũng lực của mình để hầu làm cho cái bi, cái trí của mình cảm hóa người. Một người chấp thì không phải dễ độ. Trong sách kinh thường hay dùng cái từ hễ mà dễ thì không gọi là khó, mà đã khó thì không gọi là dễ. Mà khó thì không có nghĩa là không làm được, mà phải gì? Phải để tâm, chứ không phải là không làm được. Làm được mà hơi khó thôi. Không, chúng mà nó mà mình ở chung với một người khó chịu thì bây giờ cái tu của chúng ta là chịu khó. Chúng sanh vô